Chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh xe số Honda XGA 2020 ra mắt, nâng cấp động cơ và trang bị. Các mẫu xe số tương tự như các dòng là Honda Way tại nước ta, nhưng được tích hợp rất nhiều trang bị mới hứa hẹn sẽ làm hài lòng được người sử dụng. Mới đây, Honda đã chính thức trình làng một cái phiên bản mới nhất của một cái mẫu xe số hồng Honda XGA 2020 tại Hy Lạp với hàng loạt những cái biến đổi mới. Các chiếc Honda XGA 2020 được trang bị cho mình cái có động cơ 110cc, nâng cấp hơn so với phiên bản hiện tại chỉ có 100cc. Cùng với đó là hệ thống phun xăng tử BSFI mang tính cho mình một cái công suất là 8.7 mã lực tại vòng tua là 7.200 vòng trên phút, moment xoắn cực đại 8.8 Nm tại vòng tua là 6.000 vòng trên phút. Xe vẫn được trang bị cho mình phanh đĩa cho bánh trước, phanh tăng chấm cho bánh sau, đi cùng hệ thống là phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đồng đều cho cả bánh trước và bánh sau, giúp chiếc xe dừng an toàn hơn. Về mặt thiết kế thì Honda XGA 2020 vẫn giữ những cái nét đặc trưng của dòng là Underbone với ghế lái ngang có cái phần thần, tay lái cao, vành đúc nam cháu, hệ thống cái giảm xuống trước dạng ống lòng, trong khi phía sau lò xo kép, màn hình hiển thị vẫn là dạng analog truyền thống. XGA chính là cái dòng Honda Way hiện đang bán rất phổ biến tại các nước Đông Nam Á, trong đó cũng có Việt Nam. Dự kiến có thể trong thời gian gần thôi, em ấy cũng sẽ có một cái dòng quay phiên bản hoàn toàn mới sẽ được trình làng tại nước ta. Honda Dream phiên bản đỏ nhẹ nhàng hơn với dàn đồ chơi kiển thời thượng. Cái chiếc Honda Dream đầu dưới đây có một cái màn lột xác thì vô cùng ấn tượng, thì được sở hữu một loạt những diện mạo hoàn toàn mới với vẻ ngoài khá nổi bật cùng với cái tông màu đỏ. Đi kèm với đó là một vài điểm nhấn ra màu vàng từ bộ tem và các chi tiết khác thì chúng ta hãy cùng liệt kê qua clip bên dưới đây. Có tuổi đời rất lâu nên những cái chiếc Dream 2 này dường như đã bị xuống cấp khá nhiều, buộc lòng người chủ phải chia ra một khoản tiền kha khá phục vụ lại tất cả những chi tiết trên cổ xe, như là sơn lại sườn, dàn áo theo cái tông màu đỏ khá nổi bật. Dàn ốc xin cũng được sơn xi lại trông mới hơn. Bộ tem bản được giữ nguyên, chỉ rõ là cái phần chất liệu sao cho chiếc xe có đôi nét hiện đại hơn. Cái bảng điều khiển được nâng cấp, đồng hồ Corso phiên bản dành riêng cho những chiếc Dream sử dụng, hay nói đúng hơn là phiên bản dành cho X5 ở Malaysia. Sản phẩm được tích hợp các khung LCD hiển thị những tính năng như tua máy, nhiệt độ và nhiều tính năng khác nữa đồng hồ xin là không bao giờ có được. Chiếc xe còn được độ lên luôn cái phanh đĩa, tuy nhiên người chủ phải dùng cái bộ pin đập của Vision để không phải cắt khoét cái phần đầu và để ứng dụng cái tay thắng dầu. Đây là cách chơi rất phổ biến hiện nay trên những dòng Dream hoặc là Quay đời cũ. Chàng chân mỏng manh với nhìn nhôm siêu bóng thì đến từ Excel. Hệ thống phanh nâng cấp đĩa LS kích thước là 260, kết hợp cùng heo dầu Nissin 2 bit một bên, được tạo bằng cái lọc ốc Rinam điện bên lên xanh tím khá đẹp. Cái cụ Dream nhẹ nhàng nhưng tè nó bật giữa bóng tối. Cảm ơn các bạn đã giải thích ngày hôm nay, tiếp nhớ like và subscribe.